Hoan hương mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khám phá bếp Việt, chương trình do nhãn hàng Jolimet Food đồng hành và tài trợ. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì gian bếp của chúng ta sẽ chào đón thầy Quốc Y, là hiệu trưởng của trường dạy nghề ẩm thực Netspace. Ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ chọn một cái món có nước đi, bởi vì hôm nay Hoài Hương hơi mệt cho nên mình không muốn ăn món khô. Nhưng mà thầy ơi, món có nước nhưng mà em muốn đổi khẩu vị, một món của miền Bắc được không thầy? Ừ, rồi thì thầy thấy là hiện nay mình hay nấu món nước mà thì thịt cá rồi ha, thì cũng ngán ha. Dạ đúng rồi, thì có lẽ là cái món mà cái mùa này ha, mùa này là mùa nóng. Dạ, thì cái món mà nó ăn nó không như là nó ngon mà nó còn là giải nhiệt nữa. Dạ. À, đó là cái món bún riêu cua ha. Wow, đúng rồi, bún riêu cua là một trong những món em rất là thích, những món đặc trưng của miền Bắc á. Bún riêu cua thì nấu từ cua đồng đúng không thầy? Đúng rồi, cua đồng mình. Dạ. Mình xay xay nè ha. Cua đồng mình xay. Cua đồng này mình xay sẵn hả thầy? Đúng rồi. Dạ. Mình chọn mấy con cua ngon mình rửa sạch. Dạ. Ha, thì mình ra chợ thôi, người ta xay vô. Dạ. Bún riêu với cua đồng nè, với nhiều loại rau ăn kèm, thêm một tí cà chua rồi huyết đậu hũ. Trời, nghe đến đây là em đã rất là thèm rồi. Bây giờ có lẽ là mình sẽ giới thiệu lại một lần nữa những nguyên liệu chính của món này để quý vị khán giả cùng nắm bắt nhé. Dạ, đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị cua đồng ha, cua đồng mình xay ha, xay rồi đó. Tất nhiên là ra chợ mình yêu cầu ra rửa sạch rồi. Dạ. Ta xay ra. Hôm nay thì nấu khoảng 12 tô thì khoảng mình đặt khoảng 1 kg cua đồng. 1 kg cua đồng cho 12 tô. Ừ, thì mình xay ra nó khoảng còn 6 lạng. Dạ. 6 lạng. Rồi nó sẽ có mắm tôm ha. Mắm tôm. Mắm tôm. Rồi bún riêu mà không có mắm tôm là không được rồi. Đó, rồi mình sẽ có tàu hũ ha. Dạ. Huyết. Rồi chả ha, chả kèm theo. Rồi. Và có cà chua nữa ha, cà chua. Và rau ăn kèm á thì mình sẽ có không thể nào thiếu kinh giới, rau kinh giới. Rau kinh giới. Ừ. Dạ. Và hoa chuối ha, bắp chuối, rồi rau muống bào, rồi giá đỗ ha. Dạ. Và hành lá ngò gai để mình sẽ cắt cho vào tô. Dạ. Và ngoài ra thì có hành tím ha, để mình phi lên cho thơm. Dạ. Và lại có mấy trứng vịt để chút làm chả ha, chả cua. À, dạ rồi. Ừ, còn nêm thì sẽ muối ha, rồi bột canh cho lên mát, rồi đường phèn. Ừ. Ngoài ra mình cần dầu ăn với dầu đường nữa ha, dầu đường nó tạo màu vàng cho cái món này. Dạ rồi. Khá là nhiều các loại nguyên liệu và gia vị, nhưng mà Hương nghĩ đây đều là những cái nguyên liệu và gia vị cũng rất là quen thuộc với mỗi gia đình. Vì thế mà chúng ta đi ra chợ một vòng là sẽ có đầy đủ nguyên liệu cho món bún riêu cua. Bây giờ thì không để cho quý vị đợi lâu nữa, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món này ngay. Rồi, đầu tiên mình sẽ làm cái gì thầy? Rồi ha, các bạn chuẩn bị cho thầy cái nồi ha, một cái nồi để mình sẽ nấu riêu ha. Dạ. Thì và lấy một cái thao ha, có một cái thao để mình lọc riêu. Dạ. Lọc cái cua này ha. Đấy, mình cho cua vào cái thao lớn rồi, nó dễ hơn ha. Mình sẽ lọc. Mình băm khoảng là 4 lít ha, 4 lít cho để lọc cua. 4 lít nước. Ừ, 4 lít nước. Dạ. Thì can là 2 lít rưỡi rồi ha. Đó, mình lọc cua thế này, chỉ cần lấy cái bao tay á, mình bóp nhẹ thôi ha. Dạ. Cho cái phần thịt cua nó. Đúng rồi, cho phần thịt cua nó nổi lên trên á. Dạ. Thì cái vỏ cua nó sẽ nằm ở dưới. Chứ đừng có lấy vợt là vợt ha, nếu mà lấy vợt thì nó bị sẽ nó mất cái thịt cua đi. Dạ. Đó, mình khuấy nhẹ thôi. Đó, rồi sau đó mình đổ ra ha, đổ ra cái nồi để nóng. Đó, mình làm khoảng 3-4 lần vậy ha, 3-4 lần thì mình lấy dần hết cái thịt cua rồi. Dạ. Là lượt qua lượt lại 3-4 lần. Đúng rồi, 3-4 lần. Dạ. Mình lấy khoảng canh khoảng 4 lít nước ha. Dạ. Thực ra thì bún riêu cua có xuất xứ từ miền Bắc, nhưng mà em thấy ở miền Nam và đặc biệt là Sài Gòn mà đi một vòng tất cả các quận thì gần như là con đường nào cũng có những quán bún riêu cua hết.
nó đã trở thành một cái món ăn rất là quen thuộc và gần như nó gắn liền với văn hóa của người Sài Gòn. Nhưng mà nhiều người thì ngại làm món bún riêu cua tại nhà, bởi vì đó cái công đoạn mà lọc cua nè, rồi rất là nhiều thứ, hơi mất thời gian. Nhưng mà Hương nghĩ là như tiêu chí của chương trình đó, sau khi mà chương trình hướng dẫn thì các bạn sẽ có thể tự làm tại nhà, thêm một chút thời gian, thêm một chút yêu thương dành cho gia đình, thì có thể mình thực hiện vào ngày cuối tuần cũng được thầy ạ. Đúng rồi thôi, từ thầy hướng dẫn các bạn sẽ nấu đơn giản, nó không có gì. Dạ rồi, bây giờ làm rồi mình lọc xong rồi ha, mình sẽ cho lên mình nấu. Nếu là lửa vừa thôi, mình mở lửa vừa thôi. Dạ. Đừng có lửa lớn quá nó sẽ. Rồi mình để cái riêu cua nó nổi lên á, mình cho muối vào trước. Dạ. Rồi cho khoảng 30g ha, 30g muối. Cho muối vào trong cái phần cho cái cua á, mình sẽ nó. Vậy là mình sẽ nấu lên nó nổi lên ha, nên nó. Dạ. Đã. Như vậy là mình cho thêm muối vào trong cái phần nước lọc cua. Thì sau khi mình nấu xong, cua nó sẽ nổi lên thành từng cái mảng đúng không thầy? Đúng rồi. Dạ. Khi mà nổi lên thì mình sẽ sử dụng cái đó để làm chả cua phải không thầy? Đúng rồi, thầy sẽ lọc cái thịt cua, cái ru, rồi sau thầy sẽ làm chả cua. Dạ. Và việc thứ hai mình làm là sẽ là mình nấu cái bánh tôm ha. Dạ. Như trong đây riêu bún riêu cua mình nấu 4 lít thì trong nấu bánh tôm khoảng 5 lít rưỡi. Chút thì sẽ lấy 5 lít ha, tức là lấy 5 lít ha. Mình dùng một lạng bánh tôm ha, lạng bánh tôm nấu lên. Bánh tôm này mình nấu là để chấm hả? Nấu để bớt cái mùi mắm đi ha. Dạ. Đấy, và mình cho nước vào ha, cho nước vào. Thì khoảng 1 lít rưỡi nước thôi để mình nấu. Bánh tôm mình nấu sôi khoảng 10 đến 15 phút ha, để cho nó bớt cái mùi đi ha, bớt cái mùi đi. Làm mắm tôm này mình sẽ cho vào trong nước cua luôn hả thầy? Trước mình sẽ nhập lại, lúc mình lấy nước cua với cái nước mắm tôm á, mình để lắng nó trong á, mình sẽ nhập lại. Và đó là nước dùng á. Dạ. Nếu mà không có mắm tôm á, cái vị của bún riêu nó không có đậm đà. Và nếu mà không khử mùi mắm tôm á thì nó sẽ lấy cái mùi cua đồng. Mà bún riêu là cần cái mùi cua đồng. Dạ. Ồ, như vậy là để có được một nồi bún riêu ngon và đặc trưng hương vị của miền Bắc thì mình có thêm cái phần nước mắm tôm. Và như thầy nói là phải lọc bớt để mà bỏ bớt cái phần nồng của mùi mắm tôm đi. Đúng rồi. Dạ. Chứ không mình để là nó giống như là bún mắm à, chứ đâu là bún riêu đâu. À dạ. Đó, rồi nấu mình đợi cái riêu nó nổi lên ha, và nó dần sôi ha, dần sôi là mình vớt, mình sẽ chuẩn bị vớt. Và mắm tôm thì ha, mình nấu cho nó sôi rồi để nó bay mùi đó. Dạ. Xong mình khoảng 10-15 phút á, mình tắt, mình để cho nó lắng xuống. Dạ, thì lắng cái xác xuống. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ thì chuẩn bị vớt ha, vớt cái... Dạ. Em thấy cái phần riêu cua... Dạ, riêu nổi lên đây ha. Mình vớt cái riêu ra. Vớt xong rồi ép cho nó dùng cái vợt này ha, mình ép để cho nó ráo cái riêu. Dạ. Thì lúc mình làm cái chả nó mới cứng. Dạ. Em nghĩ là cái riêu, cái chả cua là một trong những cái điểm nhấn của cái món riêu á. Đúng rồi. Dạ. Thì thầy làm riêu là nguyên chất luôn ha, chứ mình không có pha cái tàu hũ hay là nhiều bạn thì pha cho. Dạ. Mình là riêu từ cua, thịt cua. Dạ. Cua đồng ăn vừa giàu canxi mà lại rất là mát nữa. Nhà mà có trẻ nhỏ hoặc là những người mà bị bệnh đó thầy, thì em thấy là họ người ta thường khuyên là nên ăn cua đồng. Đúng rồi. Dạ. Thì ép rồi nè ha, em ép cho nó ráo nước rồi nè. Thì mình sẽ còn cua nó sẽ khô hơn. Dạ. Đó. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cái riêu ha. Dạ. Hình riêu mình cách làm cái chả cua á. Chả cua thì mình lấy cái thầy cho hai cái trứng vịt vào ha. Trứng vịt hả? Ừ, hai cái vịt. Rồi, đây thì cái riêu cua thì thầy làm chả cua. Thì sẽ cho hai trứng vịt vào, rồi mình sẽ nêm một tí bột canh ha, bột canh cho lên mát. Rồi ở đây vì có cua nãy mình có muối rồi đó. Thì nó đậm á, thì không nêm muối. Đúng rồi. Rồi thêm một tí đường ha, sẽ còn 2 gram đường, rồi cho tí tiêu ha. Dạ.
và mình cho miếng dầu ăn ha, cho thành cái muỗng ha. Đó, miếng dầu ăn. Có một kinh nghiệm của riêng Hoài Hương thôi, đó là bởi vì Hoài Hương đã từng thất bại rồi, là cái cua mình mua ở chợ thường là người bán họ cũng sẽ cho một tí xíu muối vào trong đó. Trên rồi về mình nấu, lúc mà mình nấu cái nước mình cũng sẽ cho muối để cho nó nổi. Cho nên là khi mà các bạn nêm nếm thì các bạn cũng phải trừ hao cái phần đó ra. Đó là mình chuẩn bị cái khay ha, cái mình cho ni lông đó, ni lông vậy thôi. Mình đánh cho nó này nó đều ha, nó đều xong rồi cái đổ cái cua, chả cua ra. Đó, mình đem đi hấp ha, đem đi hấp. Đó, mình chuẩn bị cái sụn hấp ha. Ở gia đình mình không có cái này thì mình có thể là lấy cái nồi cơm điện á ha, mình hấp. Nồi cơm điện mình cho nước vào, mình hấp cũng được. Rồi. Dạ rồi, trong thời gian chờ hấp thì mình sẽ làm gì ạ? Trong thời gian chờ hấp á, mình sẽ chuẩn bị thứ nhất là thầy phi hành ha. Đó, mình cắt hành nó ra từng mỏng mỏng rồi ha, mỏng mỏng rồi. Riêng với cái chả cua thì mình hấp trong khoảng bao lâu là vừa? Thường là khoảng 20 đến 30 phút. 20 đến 30 phút. Ừ, từ khi cái nồi nó phải sôi á ha. Tức là mình sẽ bắt nước sôi lên nồi sẵn rồi mình cho vào, dạ, dạ nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Thôi giờ mình phi hành chút mình để mình cho vào trong cái nước lèo. Mình có thể làm cái bếp trong gia đình á, là mình làm bếp công nghiệp được. Công nghiệp tức là mình nấu mình có thể để dành được. Dạ. Như bún riêu mình có thể nấu sẵn rồi mình có thể bỏ vào từng túi ha, mình để vào tủ đông ha, mình để dành được. Như vậy là mình sẽ chia từng phần bỏ tủ đông, khi nào ăn thì mình sẽ lấy. Đúng rồi, mình sẽ đông ra ha. Có ảnh hưởng gì đến hương vị hoặc là cái chất? Nó cũng có thể là đạt được 80 ha. 80% tôi nghĩ là nhiều rồi. Rồi giờ thì phi cái hành ha, hành. Phi cái hành tím cho nó để mình chút mình cho vào trong. Hành này mình phi lên rồi mình cho khi mà ăn hả thầy? Không, mình cho vào cái nước dùng á ha, nước dùng. Mình cũng vừa hòa phải thôi ha, khoảng 30 gram hành thôi. Rồi sau đó mình sẽ chuẩn bị những cái công việc như là cà chua ha, cà chua mình cắt cắt muối hả? Ừ. Thì thường thì để một nửa trái luôn ha, để cho nó. À. Cà chua mình cho thẳng vào nước luôn hay sao thầy? Ừ, mình cho thẳng vào nước luôn. Dạ. Yeah. Trước khi ấy thì mình bóc cái hạt ra ha, bóc cái hạt ra. Nhẹ cái. Rồi sau khi lấy cà chua xong ha, mình sẽ chuẩn bị cái chả. Chả Huế ha. Đó mình mua loại, thực ra là cái món bún riêu là khi vô Sài Gòn á thì nó có cái chả Huế này ha. Dạ. Ừ, thì thấy chả Huế nó ngon ha. Dạ. Đó mình nhặt ra vậy nè. Rồi xong mình nhìn. Mình có thể chẻ đôi ha, chẻ đôi. Dạ. Giờ thầy sẽ cắt ra huyết nữa ha. Dạ. Khi ăn bún riêu mà em thích nhất là cái phần huyết. Có cua nè, có huyết thì mới ra bún riêu. Thì mình nên cắt lớn lớn á, ăn nó ngon hơn là cắt nhỏ ha. Dạ. Lớn chút. Huyết này mình sẽ cho vào trong nước mình nấu luôn hay là? Đúng rồi, chút nước lèo xong á, mình sẽ cho vào ha, cho nó vừa luôn vào. Chả cà chua luôn, cà chua rồi tàu hũ luôn. Dạ. Rồi bây giờ xong cái phần những cái như phần để mình cho vào trong vừa về á, thì bây giờ còn hành, để cắt hành nữa ha. Dạ. Hành rồi chanh ớt ha. Rồi cái món bún riêu á thì nên có cái ớt hiểm nè, ớt hiểm chín đỏ đó để mình xay ra. Dạ. Rồi nó ớt cay thì bún riêu nó âm dương, nó cái độ âm dương rất là lớn. Dạ. Thì bún riêu là cua đồng rất là âm, thành ra mình nên ăn cay thì nó rất là hợp. Dạ. Thì mình xay cái ớt hiểm ra. Dạ rồi. Rồi chanh ha, chanh. Ở ngoài Bắc thì có thể hay dùng giấm bỗng ha, giấm bỗng trong cái món này. Ở trong Sài Gòn thì hay dùng chanh ha. Dạ. Đó mình cắt ra ha, cắt chanh ra. Lấy hạt ra ha. Rồi tiếp tục thì cắt hành ha, hành. Rồi, thì bún riêu sẽ xài là hành lá và gò gai ha, để mình cho vào trong cho bún ha. Ủa, cắt.
Em thấy trong các món canh, món lẩu hoặc là món bún của Việt Nam mình á, thì một trong những cái điểm nhấn nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng đó là cái phần hành ngò. Mà rồi, mỗi loại nó sẽ hợp với một cái loại hành ngò khác rồi nhau. Như vậy là các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Công đoạn tiếp theo là gì thầy? Rồi thì chả cua mình hấp xong á ha, thì mình khoảng 25-30 phút ha, thì xong mình lấy da cua ra. Dạ. Da cua. Đó ha. À, wow. Thơm quá. Miếng chả cua nóng hổi, thơm mùi cua rất là hấp dẫn với những ai mà ngán thịt, ngán cá nè. Một miếng chả cua như thế này trong tô bún riêu thì trời ơi, không có gì tuyệt vời hơn nữa. Giờ mình cắt sẵn rồi ha, chút nữa mình cho vào trong đây. Rồi bây giờ ha, thì quay lại là mình đun lại cái nước cua này đó ha, nước cua. Rồi mình đun cho nó sôi lại, rồi cái mắm tôm nữa ha, mắm tôm thì đợi nó lắng xuống ha, mình cho vào trong, cho chung vào trong. Đây chính là bí quyết nha. Bún riêu sẽ có cái vị mắm tôm nhẹ nhẹ hòa với vị cua. Em tưởng tượng vậy thôi chứ em cũng chưa có ăn cái cách làm này, chưa có dùng thử cái cách làm. Thì đảm bảo là cái mùi mình phải có cái mùi cua đồng ha. Dạ. Đó mình đổ gần hết ha, bỏ cái xác ha. Và cái hiện nay thịt chân ha, bây giờ thịt chân gia vị. Dạ. Lấy mình cái muỗng ha, muỗng. Bây giờ nãy muối mình cho rồi ha, bây giờ mình chỉ cho là đường phèn ha, thứ nhất đường phèn là 70 gram. Dạ. Mình cho 70 gram đường phèn ha. Như trong đây nữa khoảng 5 lít ha, 5 lít nước. Dạ. Rồi mình cho bột canh ha, xài bột canh cho nó là 40 gram. Mình sử dụng đường phèn cho cái nước nó thanh đúng không? Đúng rồi, nước nó thanh thôi. Và đúng là món Bắc ấy, thì có cái mì chính ấy, bột ngọt á. Nhưng mà thôi món này thì cũng thôi, cũng không dùng ha, không dùng. Dạ. Rồi nhiều nước mắm ha, nước mắm cho nên mình làm 45 gram ha. Rồi 45 gram. Đó nước mắm độ đạm cao nó ngon hơn ha. Dạ. Đó xài nước mắm này. Rồi màu đường ha, dầu đi mình cho 30 gram dầu đi á ha, dầu đi. Dạ. Dầu này thắng rồi, hạt điều á. Dạ. Hạt điều mình cho 30 gram. Rồi rồi bây giờ thầy xin nêm ha, nêm. Rồi trước khi mình chuẩn bị cái nồi nước để mình trần cái sợi bún ha. Dạ. Thầy cho nêm vào trong đây. Đó thì nêm gia vị trước ha, rồi sau đó là mình cho thêm cái mùi như là như cái hành phi nãy ha, rồi cho vào đây. Rồi cà chua ha, cà chua cũng cho vô. Cà chua. Rồi huyết ha, mình cho huyết vào. Rồi tàu hũ ha, mình cho vào. Rồi, mình cho vừa ha, vừa đủ ăn thôi. Thôi, em thấy cái nồi bún riêu bắt đầu hấp dẫn rồi thầy ơi. Ừ. Đó, mình để dùng được thì mình cho khoảng cho vào trước khoảng 5 phút ha, để cho dạ, nó cà chua cũng như là mọi thứ nó vị luôn ha. Dạ. Rồi mình lửa nhỏ thôi ha, lửa nhỏ thôi. Như vậy là mình đã gần như là đi đến công đoạn cuối cùng rồi thầy ha. Rồi đó, công tác chuẩn bị xong hết rồi ha. Dạ rồi. Cái nồi nước lèo đã sẵn sàng ha, tức là mình cho nó vị vào nhau rồi. Dạ. Rồi chả, rồi chả cua cũng như là chả Huế ha. Dạ. Hành, tiêu,
là sẵn sàng cái chanh, ớt ha, và rau, rau cũng như là mình có thêm mắm tôm. Dạ. Nếu mình đừng có sợ mắm tôm đậm quá thì mình pha mắm tôm với đường á ha, để khi mà đường hoặc là mì chính để khi nêm vào nó không bị mặn. Dạ. Không biết là lúc này quý vị cảm thấy như thế nào? Chứ Hoài Hương ở trong gian bếp của Khám Phá Bếp Việt thì đang rất là nôn nóng muốn được thưởng thức món bún riêu cua đồng. Rồi, mình trần trần cái sợi bún ha, cho nó thầy cho thầy cái tô ha. Dạ. Mình trần cái tô á thì nó sẽ nóng hơn, nóng hơn. Thầy ơi, bây giờ đứng đây được thầy làm cho một tô bún riêu sao mà em cảm giác giống như là em được vào trong một cái nhà hàng và được phục vụ ngay trong bếp. Rồi ha, trần bún cho nó nóng á, rồi cho chả vào ha, chả rồi thầy cho chả cua ha, chả cua. Rồi thầy sẽ múc ha, múc. Múc thì để cho đẹp á, mình để với cái trái cà chua ha, đó, ở giữa, ha, như mặt trời vậy ha. Rồi một tô thì khoảng 3 lát đậu hũ. Đậu hũ ha, rồi mình miếng huyết ha, cho miếng huyết. Miếng huyết. Miếng huyết nè. Đó, một tô nguyên đó. Rồi thầy sẽ cho hành ha, hành với lại tiêu vào. Thì mình muốn đẹp á, mình ha, mình né ha, né cái. Rải ra, rồi cho miếng tiêu vào. Rồi. Đó, sau một tô bún riêu ha. Quá hấp dẫn luôn. Trời, bây giờ em thưởng thức ngay được không thầy? Rồi, thì mời em ha, thử. Dạ. Em muốn thử một tí xíu chả cua. Thầy làm em không thể nào kiềm chế được. Cái nước em rất là thích và cái vị nó cũng khá là đặc biệt. Như thầy nói là cái mắm tôm á, nếu như mà mình cho sống sau khi mà mình nấu xong á thì nó sẽ rất là nồng vị mắm tôm. Nhưng mà ở đây em cho thêm một tí xíu mắm tôm thôi, nhưng mà cái vị nó có vẻ đầm hơn, là nhờ cái nước mắm tôm mình đã lọc và nấu chung với lại nước cua. Thêm vào đó là em thấy cái món này thì vị đặc biệt rất rất là thâm. Vì có lẽ là không có nấu từ thịt đúng không thầy? Cho nên là với những ai mà cảm thấy ngán thịt hoặc trong những ngày nóng mình muốn ăn một cái gì đó thanh mát thì món nước bún riêu cua này là số 1 luôn. Và đặc biệt là phần chả cua mới là phần đặc sắc nhất, bởi vì không có cho thêm thịt hoặc là những cái nguyên liệu khác. Ở đây là đúng là vị cua luôn. Cho nên là ăn vào nha, cái miếng chả cua nó mềm nè, không có bị khô. Và cái cua đồng nó rất là ngọt, ăn vào nó có một cái dư vị ở cổ họng. Dạ, cảm ơn thầy Quốc Y rất là nhiều. Ngày hôm nay thầy đã chia sẻ một món ăn tưởng chừng như rất là quen thuộc, nhưng mà để có thể làm nên một cái món bún riêu cua tròn vị, ngon và hấp dẫn thì chắc chắn cần phải có một bí quyết. Và cảm ơn bí quyết từ thầy. Hy vọng là trong những lần sau thì thầy sẽ chỉ cho khán giả của Khám Phá Bếp Việt thêm nhiều bí quyết nấu ăn ngon nữa. Rồi, rất là mong là chia sẻ kinh nghiệm của thầy cho các bạn ha. Dạ. Và nhất là em có thể nấu cho gia đình ha. Dạ rồi, bởi vì đó chính là tiêu chí lớn nhất của chương trình, là chúng tôi muốn mỗi khi quý vị vào trong gian bếp Khám Phá Bếp Việt thì quý vị cũng sẽ thực hiện được món ăn đó tại gian bếp nhà quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi chương trình. Đừng quên để lại những bình luận ở phía bên dưới để chương trình ngày càng hay và hấp dẫn hơn nữa. Và khung giờ quen thuộc của chúng tôi là 16 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube Khám Phá Bếp Việt. Xin được cảm ơn nhãn hàng Julie Mới Food đã luôn đồng hành cùng với chương trình này. Bây giờ thì Hoài Hương cùng với thầy Quốc Y xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.